quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Vừa rửa oan cho anh trai, em ruột nghệ sĩ Hoài Linh lại có hành động bất ngờ gây xôn xao trên đất Mỹ. Động thái mới nhất trên đất Mỹ của Dương Trừ Vũ khiến dân tình không khỏi xôn xao khi anh vô tình làm dấy lên nghi vấn Hoài Linh đã cao chạy xa bay đến xứ cờ hoa sau mọi lùm xùm. Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao trước tin đồn Hoài Linh đã sang Mỹ cao chạy xa bay sau ồn ào từ thiện. Nguyên nhân xuất phát từ chia sẻ của Dương Trừ Vũ, em trai Hoài Linh khi cho biết bản thân đang trên đường sang xứ sở cờ hoa. Tuy nhiên nhanh chóng sau đó, Dương Trừ Vũ đã có chia sẻ với báo chí khi phủ nhận tin đồn đang lan truyền. Em trai Hoài Linh mới đây tiết lộ đang trên đường sang Mỹ. Ngay sau khi đặt chân đến Mỹ, động thái đầu tiên của em trai Hoài Linh khiến dân tình đặc biệt chú ý. Theo đó, Dương Trừ Vũ đã đi tới thăm mộ cố nghệ sĩ chí tài và có những dòng nghẹn ngào nhắn nhủ đến người đồng nghiệp, người bạn vô cùng đặc biệt của Hoài Linh. Qua đến Cali phải tìm đến thăm ông anh chí tài, thấy nhà anh view đẹp quá, nguyên cái đồi và thung lũng thật đẹp đằng sau lưng, chắc anh thích lắm. Ở đây mà đàn hát em ở đâu là chuẩn luôn anh chí tài hen, Dương Trừ Vũ chia sẻ. Dương Trừ Vũ đi thăm mộ chí tài ngay khi vừa đặt chân đến Mỹ. Hành động này của nam ca sĩ cũng giúp công chúng nhìn thấu tâm can của em trai Hoài Linh khi anh vẫn luôn nhớ đến người đồng nghiệp thân thiết của anh trai và là người bạn vô cùng đặc biệt với hai anh em nghệ sĩ. Hơn cả, anh cảm thấy yên lòng khi sau gần một năm, cố nghệ sĩ chí tài có thể yên nghỉ nơi chín suối và những người yêu quý cố nghệ sĩ có thể lui tới thăm nom mộ anh bất kỳ lúc nào. Trước đó, Dương Trừ Vũ cũng tiết lộ sức khỏe Hoài Linh không tốt từ hồi đầu năm, khiến khán giả vô cùng lo lắng. Đặc biệt sau ồn ào hoạt động từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh dường như rút lui khỏi giới showbiz, các trang mạng xã hội của nam danh hài cũng đóng băng. Hoài Linh vẫn im hơi lặng tiếng kể từ sau khi ồn ào từ thiện nổ ra. Chính vì vậy, công chúng không khỏi tò mò về cuộc sống suốt thời gian qua của Hoài Linh. Nhiều tin đồn thất thiệt liên quan đến nam danh hài cũng bị thêu dệt trên mạng xã hội. Công chúng cần phải thật sự tỉnh táo trước những tin đồn này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.